Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ nhớ Thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Một vị thánh rất là trẻ, sống vào đầu thế kỷ thứ 3. Và cuộc đời của Ngài có thể nói như một vị bảo trợ của những người bị đau mắt. Chúng ta thấy cái tấm hình của Thánh Lucia, một vị thánh với một cái đĩa, trên đĩa đó có hai con mắt của Ngài. Tôi đã từng đến viếng thăm cái nhà thờ dâng kính Ngài ở thành phố nước rất nổi tiếng ở Venezia, bên Ý, miền Bắc Ý. Nơi ấy rất là nhiều người đau mắt đến để cầu xin Ngài chữa cho sáng mắt. Nhưng tôi đến với Ngài và tất cả mọi người chúng ta hôm nay cử hành thánh lễ nhớ Thánh Lucia, xin cho cuộc đời của chúng ta sáng mắt và sáng lòng để chúng ta nhận ra tình thương của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tâm tình ấy dẫn chúng ta đến thánh lễ hôm nay, đặt trên bàn thờ tất cả những ước nguyện của mỗi người chúng ta. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày 13, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Xin Mẹ như một người mẹ gần bên chúng ta, chỉ bảo đàng lành và cho chúng ta biết yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đón nhận, giờ đây chúng ta cùng nhau khiêm tốn xin Chúa thứ tha tội lỗi của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng giống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một lần tôi được gọi đến vào buổi sáng sớm lắm, cỡ tầm 2 giờ mấy sáng, đến bệnh viện nhiệt đới, hồi xưa gọi là bệnh viện Chợ Quán, đi vào khoa nhiễm để giúp cho một cái trường hợp rất là nguy tử. Khi tôi đến thì có đón tiếp tôi là một ma sơ chăm sóc bệnh nhân ở đó. Và sơ nói với tôi, ngay từ khi tôi bước vào ngay cái ở dưới sảnh, dưới lên, thì sơ bảo: Cha, làm phiền cha giúp cho một cái em này. Nó trước đây thuộc cái mái ấm của con, một thằng bé cỡ chừng 17-18 tuổi. Và sơ nói rằng: Con giận lắm cha, giận vô cùng. Nó hứa ra đời nó làm lại cuộc đời của nó, và nó đã hứa với con rất là nhiều điều, nhưng mà không hiểu sao nó ra ngoài đời, rồi nó theo bạn bè cũ trở lại, và rồi vướng vào trọng tội. Bây giờ nó thân tàn ma dại lúc này, giận lắm nhưng mà vẫn không bỏ nó. Cho nên lúc này xin cha thương, cha đến ủi an và chúc lành cho nó. Và lần đầu tiên trong đời tôi, không biết có cái trường hợp nào khác không, tôi đến chúc lành mà đứng xung quanh không phải là ông bà cha mẹ hay những người thân của bệnh nhân đang trong lúc hấp hối, mà đứng xung quanh đó, ông bà anh chị em biết là ai không? Công an, cảnh sát hình sự. Rồi thằng bé nằm dài trên giường, chân tay nó bị xiềng, bị xích lại, còng lại, hai chân hai tay nó còng lại trên giường. Nó oằn lên cái cơn đau của bệnh HIV giai đoạn cuối, nó đau đớn. Và nghe bước vào thì
một cảnh sát hình sự bảo linh mục làm những nghi thức gì của tôn giáo đi, rồi chúng tôi sẽ đưa nó đi. Và không biết là họ đưa đi đâu, hoặc là họ biệt giam, hay là có những cái hình thức như thế nào thì tôi không biết. Và không biết nó còn sống không thì không biết. Nhưng mà tôi còn nhớ như in cái cảm xúc giây phút ấy khi đến với nó. Thằng bé nó nhìn thấy tôi, nó cũng không biết tôi là ai. Tôi mới nói rằng con, cha là linh mục đây, cha đến này để xin Chúa chữa lành con nha. Và lúc đó nó nhận ra và nó òa khóc. Và nó nói rằng: cha ơi, con mất hết rồi. Và ma sơ cho tôi biết thằng bé này mẹ nó chết cách đó mấy tháng, bố nó bỏ đi, gia đình nó tan nát hết. Và nó đã sống không có tình thương từ lâu lắm rồi trong cái đời sống gia đình. Và chính vì thế mà sự giữ nó rất là dễ dàng đi vào cái cuộc đời của nó. Và rồi cái tuổi trẻ nung nỗi bồng bột, nó ăn chơi, rồi nó theo các bạn bè xấu. Và rồi đến cái giây phút mà nó bị bạo bệnh, rồi bị vướng vào tội ác, tội hình sự, cướp giật hay là sao đó. Rồi trên giường bệnh đó, nó nói với tôi trong nước mắt: con mất hết rồi cha ơi. Có bao giờ trong cuộc đời của ông bà anh chị em chúng ta đã từng chứng kiến những cuộc đời đau khổ như vậy không? Một cuộc đời mà tưởng chừng như đi vào bế tắc bây giờ không? Và lúc đó nếu chúng ta chứng kiến những anh chị em ấy, và thậm chí cả trong gia đình của mình, thì những lúc đó chúng ta sẽ nói gì? Sẽ làm cái gì đây? Và đứa trẻ này, người bạn trẻ này, nó cũng trong đau khổ, nó nấc lên những cái nỗi đau như vậy. Và tôi cũng thinh lặng, thưa ông bà anh chị em, tôi cũng thinh lặng. Thì có một nhà thần học về linh đạo người Philippines nói rằng: khi bạn đứng trước một cái con người, một ai đó quá khổ đau và tưởng chừng như không có cái gì có thể xoa dịu được, thì đừng nói, đừng làm gì cả. Hãy thinh lặng quỳ xuống mà cầu nguyện. Và quả thật lúc đó tôi cũng cầu nguyện trong thinh lặng. Và tôi cũng làm phận vụ của mình khi đến với những bệnh nhân ngay cái giai đoạn cuối. Và tôi nói với nó: con ơi, nếu con còn có Chúa thì con không mất hết đâu. Và rồi tôi lắng nghe cái câu chuyện cuộc đời nó, rồi ban bí tích cho nó, rồi cái giây phút mà đưa tay làm dấu thánh giá để ban ơn tha tội, thì chính tôi cũng lấy cái tay của mình làm dấu thánh giá trên nó, bởi vì tay đó bị còng rồi. Và đưa người bạn trẻ đấy, trong ánh mắt của nó những giọt nước mắt, nó khóc. Nhưng tôi cảm thấy những giọt nước mắt của cái niềm hạnh phúc khi cái giây phút tưởng chừng như cuộc đời nó đi đến bế tắc, những giây phút tưởng chừng như mất hết rồi, thì cái giây phút đó khi con người ta gặp Chúa, khi con người ta được ơn Chúa tha thứ, được ơn Chúa biến đổi, thì thương bạn chị em, mình không bao giờ mất hết. Và cái người bạn trẻ đấy, tôi cũng tin như vậy. Và tôi cũng dặn là: con ạ, giây phút này khi con được ơn tha thứ của Chúa rồi, dù con sống ở bất cứ ở nơi đâu, con nhớ đừng bao giờ để mất Chúa lần nữa. Và chắc chắn là nó không còn cơ hội để mất Chúa đâu. Tại vì cái bạo bệnh, cái giai đoạn HIV giai đoạn cuối mà, rồi nó bị giam cùng như vậy, thì tôi rất chắc chắn rằng thằng bé này nó sẽ phải đối diện với những cái khó khăn vào cái giai đoạn cuối lúc này. Tôi không biết nó còn sống hay không, nhưng tôi tin chắc rằng một cuộc đời mà thực sự gặp Chúa là một cuộc đời không bao giờ thất vọng, không bao giờ mất tất cả. Cho nên cái ông nhạc sĩ Thức á, ông sáng tác bài Con Có Chúa Mà rất là hay. Tôi mới hôm vừa rồi ở nhà thờ Tân Định có một cái chương trình của nhóm nhạc Lửa Hồng, cái bài về cái chương trình của nhạc sĩ đấy, những cái bài hát thánh ca rất hay. Mà trong một trong những cái bài thánh ca mà trở thành cái chủ đề á, cái bài Con Có Chúa Mà. Và nhạc sĩ ấy cũng đã từng lâm vào những cái căn bệnh tưởng chừng như quỵ ngã,
Nhưng trong cái đau yếu, trong cái bệnh tật, khi con người ta biết rằng mình có Chúa, và cuộc đời của những con người có Chúa thì chúng ta có tất cả. Và ông đã viết lên những cái lời bài hát rất hay. Tôi mời ông bà anh chị em chúng ta cùng lắng nghe bài Con Có Chúa Mà, để chúng ta thử xem coi liệu Chúa có những khi trong cuộc đời của con á, trong tâm tối, trong những lúc mà tưởng chừng như con muốn buông tay Chúa ra, tại vì khổ đau nó quá nhiều đi, sự dữ nó quá nhiều đi, và cuộc đời của gia đình con nó quá nhiều những khốn khổ, những sóng gió đi, thì những lúc đó có những khi con cũng đã buông tay Chúa, đã từng buông tay Chúa. Giờ đây tôi mời ông bạn chị em chúng ta cùng lắng nghe bài Con Có Chúa Mà. Không hạnh phúc dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước, vì con có Chúa mà cuộc sống con không một mình, vì con có Chúa mà con mãi mê chỉ tìm vật chất. Tháng ngày cứ dông ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con nay ngày, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài. Chúa, có những khi trong cuộc đời, trong tâm tối, trong khổ đau, đã từng còn quên mất Chúa. Đã từng trong đời sống còn đã buông tay Chúa. Đã từng con không nhận ra một Thiên Chúa là Emmanuel, một Thiên Chúa ở cùng con. Chúa mà con có lo chi bệnh tật, con có Chúa mà con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Chúa mà cuộc sống con không một mình, vì con có Chúa mà con mãi mê chỉ tìm vật chất. Tháng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thác nơi Ngài. Xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài.
Chúa ơi, đời con tin thác nơi Ngài. Xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Sao muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời. Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có. Cuộc đời con luôn có Chúa. À, ông bà anh chị em tự hỏi, có những lúc nào cuộc đời mình không có Chúa không? Có không ạ? Có những lúc nào mà hôm qua chúng ta ra về với một cái câu để chúng ta thử gẫm nghĩ, có những lúc nào trong cuộc đời đã từng con buông tay Chúa không? Những lúc nào? Phải chăng là những lúc khi mà cuộc đời của mình thỏa hiệp với sự giữ, nhượng bộ với một thói quen xấu nào đó, và có những khi cuộc đời của con người ta bị kéo lê trong những cái đau yếu, kéo lê trong những cái thói quen, kéo lê trong những cái tội lỗi mà không một lần chúng ta thực sự hoán cải. Và nói theo ngôn ngữ của tiên tri Jeremiah, cái con người mà sám hối, con người hoán cải, đó là người thay đổi hướng đi cuộc đời mình. À, thay đổi hướng đi, tức là trước đây tôi thích bám víu vào sự giữ, tôi bị mắc kẹt trong một cái đam mê xấu xa nào đó, tôi lăn lộn với những gì mà nó làm cho cuộc đời của tôi ra mệt mỏi, ra thất vọng. Có những khi tôi luồn lách, tôi gian dối, tôi để cho biết bao nhiêu những cái sự giữ nó bủa vây cuộc đời mình. Và lòng của tôi, đây là những gai góc. Và chính vì thế mà gia đình của tôi cũng gặp toàn là những cái khổ đau. Mà có những khi tôi không hiểu vì sao. Rồi bây giờ nếu mà tôi ý thức được cuộc đời tôi có Chúa, và Chúa không bao giờ để mình một mình, và khi tôi sống với tâm tình sám hối, tức là tôi thay đổi hướng đi cuộc đời mình, tức là tôi tìm đến nơi nào có ánh sáng để soi chiếu vào trong tâm tối cuộc đời mình, tôi hướng đến cái điều gì nó làm cho mình thanh thản, nó làm cho mình bình an, nó làm cho cuộc đời của mình có Chúa, nó làm cho mình đón nhận được ơn tha thứ. Và giây phút ấy một Thiên Chúa chạm đến cuộc đời mình, chạm đến tâm trí, chạm đến tâm hồn, chạm đến thân xác mình. Và giây phút ấy thưa bạn chị em, một cuộc đời, một con người mà dám để Chúa chạm đến như vậy, chúng ta không bao giờ sợ hãi. Như hôm qua tôi chia sẻ với ông bà anh chị em, một cuộc đời có Chúa ở cùng, mình không bao giờ sợ hãi. Có một ông cha bạn đang học ở bên Pháp. Hiện nay ông năm tới là ông có về, ông cùng lớp với tôi. Đó. Ông học thần học thánh kinh. Đó. Và ông nói chia sẻ về cuộc đời của ông, và ông in trong tâm trí mình một cái lời thánh vịnh. Lời thánh vịnh ấy, thánh vịnh 22, đó, Chúa là mục tử, Chúa là mục tử. Thế tôi hỏi ông ấy, sao mà anh lại nhớ như in cái câu thánh vịnh này? Thì người anh em ấy nói với tôi rằng, khi mà ông nội mà đang đau bệnh, mà vô giây phút hấp hối ấy, thì ông cụ đau đớn quá, thì lúc đó con cháu trong nhà, trong nội trong ngoại, tất cả các con cháu trong nhà quy tụ bên giường bệnh, đang đọc kinh, đang sụt sùi, đang đối diện với cái nỗi đau mất mát đi một người thân yêu trong gia đình gần kề rồi. Thì lúc đó người ông ấy trong đau bệnh, những giây phút hấp hối, lại nói gia đình, các con cháu hát cho ông nghe bài thánh vịnh 22: Chúa là mục tử, Chúa là mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Cái bài hát thánh ca mà chúng ta rất quen thuộc. Trời ơi, trong cái giây phút đấy, giây phút tưởng chừng như
con người ta đau khổ, thì lời Chúa lại vang lên qua lời Thánh Vịnh. Để rồi làm cái gì thương bạn chị em? Để giây phút ấy lời Chúa ủi an, và Chúa không để cho chúng ta thất vọng, Chúa không để cho chúng ta một mình. Và lời Thánh Vịnh ấy đã trở thành như một cái lời xoa dịu những cuộc đời đau thương. Lời Chúa trở thành lời của đem lại sự sống. Cho nên đó ông bà anh chị em nha, những ai mà đau khổ quá, những ai mà thất vọng quá, chúng ta nhớ bật thánh ca lên, nghe một bài thánh ca. Tôi tin chắc rằng một bài thánh ca nào đó, hay là mình hát một cái lời thánh ca, tâm tình một thánh ca, hoặc chúng ta có thể không hát được thì chúng ta ngâm nga một cái lời thánh ca, một lời thánh vịnh. Tôi tin chắc rằng ngay trong những giây phút tâm tối ấy, con người ta sẽ tìm được Chúa, tìm được sự ủi an. Và nói theo cái ngôn ngữ mà Thánh Vịnh số 1 mà chúng ta vừa đọc với nhau trong cái lời đáp ca, tôi đọc lại nguyên văn ha, ông bà anh chị em vừa đọc đáp ca với nhau. Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Chúng ta vừa đọc với nhau, ai theo Chúa sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Ánh sáng là ánh sáng thật. Ánh sáng nó làm cho con người ta biết đường để mà đi. Ánh sáng đấy soi chiếu cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, chúng ta biết hướng, biết quay đầu trở về. Và một cuộc đời trở về bên Chúa là chúng ta không bao giờ là cuộc trở về làm cho chúng ta thất vọng bao giờ. Bởi vì chúng ta trở về bên Chúa là cái cuộc trở về đem lại cho chúng ta niềm vui của thiên đàng. Cho nên ông bạn chị em nhớ, khi chúng ta gặp những ai tội lỗi, tâm tối, đang sự dữ đang bủa vây, chúng ta cứ nói cái lời lành. Thay vì mình trúc dữ, thay vì mình chửi mắng, thay vì mình làm những cái điều này điều kia, mình phản đối rất là mạnh. Nhưng thương bạn chị em, hãy nhớ rằng cuộc đời của mình và cuộc đời của những anh chị em ấy, biết đâu khi trong tội lỗi con người ta quay trở về, thì giây phút đấy là niềm vui của thiên đàng. Niềm vui của con chiên bị mất, Chúa vác trên vai. Và niềm vui ấy trong chính cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Và niềm vui ấy cho chúng ta biết được rằng Chúa đã hứa ở cùng chúng ta. Một Emmanuel, một Thiên Chúa ở cùng, mà chúng ta đang hướng đến một cái niềm vui Giáng sinh gần kề. Chúng ta đã qua một nửa chặng đường rồi. Và cái niềm vui Giáng sinh là một niềm vui của Thiên Chúa ở cùng, kỷ niệm ngày Chúa đã đến trần gian này. Và rồi chúng ta hướng cuộc đời của mình, cái lòng của mình đến ngày gặp Chúa lần thứ hai, diện đối diện. Diện đối diện. Và lúc đó chúng ta sẽ nói gì với Chúa? Không biết, chưa biết. Nhưng khi chuẩn bị cho lần gặp Chúa lần thứ hai, thì chắc chắn tôi và ông bà anh chị em, mình phải tìm gặp Chúa mỗi ngày, mỗi ngày. Tôi lặp lại cái lời Isaiah chương 55 mà hôm qua chúng ta mới nói. Isaiah đã từng nói, hãy đến gần Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở gần bên. Và cuộc đời mà đến gần Chúa là một cuộc đời sống tỉnh táo, rất là tỉnh thức, tỉnh mà còn thức nữa. Và mình biết được cái điều gì nó trói buộc trong cuộc đời mình, cái điều gì nó làm cho cuộc đời của mình nổi sóng, cái điều gì nó làm cho gia đình mình xào xáo. Lắm khi mình hay đổ lỗi vì cái thằng này, vì cái con kia, vì cái bà hàng xóm, vì cái ông kia, rồi vì người chồng, người vợ, mà chúng ta quên mất rằng cái điều làm cho cuộc đời của mình mất bình an, hay nói theo ngôn ngữ của Tin Mừng Marco, lời Chúa theo Tin Mừng Marco, nói về Chúa nói cái điều làm cho con người ta ô uế, nó lại đến từ bên trong tâm hồn mình. Nó là nhiều cái điều gì nó đến từ trong tâm hồn mình. Cho nên những cái sự dữ, những khốn khổ nó xảy ra xung quanh cuộc đời mình, ông bà anh chị em, mình đừng tưởng rằng khi đó cuộc đời mình nổi sóng này,
rồi mình bắt đầu đi tìm cái đứa nào nó đã gây ra cái khốn khổ này để mình buộc tội người ta. Không có nhiều đâu như vậy đâu ông bà anh chị em. Nhưng chúng ta hãy xem lại lòng của mình, thực sự có những cái gì trong cuộc đời của mình. Và những con người mà khi có Chúa, chúng ta sẽ có thể đối diện với những sự dữ, đối diện với bất công, đối diện với những cái bạo bệnh, đối diện với những tâm tối của những anh chị em của mình với một cái tấm lòng rất thanh thản. Và chúng ta biết cách để nói lời lành thay vì lời dữ. Chúng ta biết nói lời hòa giải thay vì những lời gây chia rẽ. Mà chúng ta biết nói, biết khóc với người khóc, biết vui với người vui. Đấy, tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái câu chuyện của Chúa Giêsu ví von một cái thế hệ cứng lòng chơi cái trò chơi của đám trẻ em. Khi thổi sáo thì không có chịu nhảy, mà khi hát cái bài đưa đám thì không có chịu khóc. Nói theo cái kiểu mà hôm nay là gọi là trẻ trâu á, nó làm phản kháng lại. Và như thế thì nó không có cái sự hài hòa. Khi tôi đau, tôi có thể khóc. Và khi tôi gặp những anh chị em đau khổ, tôi cũng có thể động lòng trắc ẩn và tôi cảm thấy đau. Nhưng khi tôi gặp những người vui cười, những người thành công, những người được chúc phúc, thì tôi cảm thấy được cái niềm vui trong những anh chị em đấy. Và tôi cũng cảm thấy trong cuộc đời của tôi chung niềm vui với người anh chị em ấy. Và quả thật đó là cái sự hài hòa trong chính cuộc đời của mình. Và khi con người ta không sống hài hòa với Chúa, với nhau và với chính mình, thì phải chăng nó là dấu chỉ của một đời sống giả tạo, sống giả tạo bên ngoài. Và nó không có sự hài hòa, phải chăng là giây phút ấy con người ta đã đánh mất ơn nghĩa với Chúa. Câu chuyện sắc sắc thế cho chúng ta thấy Adam Eva đang vui chơi trong vườn địa đàng, được Chúa tạo dựng nên mọi sự đều tốt đẹp. Thế nhưng cái tốt đẹp nó không kéo dài bao lâu. Khi bắt đầu sự dữ nó vào, thì khi con người ta phạm tội, thì lúc đó con người ta bắt đầu trốn Chúa, bắt đầu sợ hãi vì thấy mình trần truồng. Và một cuộc đời thấy mình trần truồng, thương bạn chị em, thì giây phút ấy phải chăng tôi và ông bạn chị em chúng ta lại càng can đảm hơn, mau mắn hơn để chạy đến với Chúa. Và làm sao để mình chạy đến với Chúa đây? Làm sao để mình nói lời dứt khoát với một cái tội lỗi, với một cái đam mê xấu? Làm sao để cuộc đời của mình có thể nắm chặt tay Chúa trong mọi hoàn cảnh đây? Tối nay ông bà anh chị em và tôi chúng ta thử suy nghĩ xem làm sao. Bởi vì nếu không á, bản tính, cách sống của mình nó cứ như vậy mà. Gặp sự dữ, gặp cám dỗ rồi làm sao? Phạm tội. Phạm tội xong làm sao? Xưng tội. Xưng tội xong làm sao? Lại gặp cám dỗ, gặp sự dữ làm sao? Rồi lại phạm tội. Nó cứ thế xoay tròn như vậy. Cứ xưng đi xưng lại. Cứ cách sống nó cứ vòng tròn, nó xoay vòng tròn, mà mình không một lần nhìn thẳng vào cái cám dỗ, nhìn thẳng vào những cái gì mà mình bị mắc kẹt ở trong đó, để chúng ta có một cái quyết tâm thay đổi hướng đi cuộc đời mình. Và cái người mà từ bỏ những cái đam mê, những cái tối tăm mù quáng trong cuộc đời của mình, đó là người tỉnh thức mong chờ Chúa. Và làm sao để nhận ra những cái gì mà mình mắc kẹt trong cuộc đời mình đây? Cái ông tiến sĩ Camilo Cruz là một nhà trị liệu, một nhà đồng hành, một người mà giúp ích cho rất nhiều người trong việc giáo dục, trong việc đào tạo. Có cái cuốn sách rất là hay mà dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Những bạn trẻ nào có thể đánh trên YouTube, đánh bài, đánh cái câu chuyện, cái cuốn sách đó, người ta đã dịch ra, người ta đọc cái câu chuyện đó rồi. Câu chuyện ngày xưa có một con bò. Câu chuyện ngụ ngôn ngày xưa có một con bò nha, đánh trên mạng nghe rất hay. Tôi đọc cái cuốn chuyện này nhiều lần rồi, rất hay. Nó chỉ mỏng mỏng thôi nè. Ngày xưa có một con bò. Tôi muốn kể câu chuyện này giây phút này ha, để ông bà anh chị em thử xem làm sao để mình
vượt thoát những cái thói quen xấu, làm sao để cuộc đời của mình vươn lên, làm sao cuộc đời của mình có Chúa. Và khi cuộc đời của mình có Chúa là mình có tất cả, gia đình mình sẽ có cơ may để gặp Chúa. Cái câu chuyện ngày xưa có một con bò là một chuyện dụ ngôn để ông ấy dẫn vào những cái phân tích để cho con người ta biết được những cái yếu đuối cuộc đời mình. Ông kể như vậy: có một ông giáo già rất là hiền lành, rất là từ bi. Ông hướng dẫn những đệ tử, những người học trò của ông tìm về lẽ sống, tìm về hạnh phúc thật. Rồi một lần, ông không biết cách nào để hướng dẫn cho một đứa học trò mà ông yêu mến lắm, và ông muốn cho nó có một cái nhìn thực tế về cuộc sống để nó tìm ra cái con đường thật sự, hạnh phúc thật sự. Thế là hai thầy trò cùng đi với nhau, đi rong đuổi, đi tìm chân lý. Hai thầy trò bắt đầu dẫn tay nhau đi, đi. Rồi đến một cái ngôi làng kia. Trong ngôi làng ấy đang xảy ra một cái nạn đói. Dân làng nghèo, sơ sát, tất cả ai cũng khốn khổ hết. Có những gia đình tan nát hết. Đó. Và ông thầy giáo già mới nói, đứa đệ tử của mình, con hãy tìm đến một cái nhà nào nghèo nhất trong đây. Thế là thằng học trò nó tìm trong cái ngôi nhà đó, thì nó tìm thấy một cái ngôi nhà tồi tàn lắm. Và nó thấy lúc nhúc ở trong đó có những con người. Đó. Rồi nó mới dẫn ông thầy đến, hai thầy trò vào cái ngôi làng đấy, cái ngôi nhà đấy. Ngôi nhà lá nghèo nàn lắm, nhỏ xíu à. Nhưng mà đến 8 người ở nó. Mà có ông bà cha mẹ với 4 đứa con lúc nhúc ở trong nhà, nghèo khổ lắm, rách nát lắm. Rồi ông xin tá túc ở đó. Thì cái gia đình đang trải qua nạn đói, cả xóm láng giềng ai cũng đói hết, thì xin tá túc đây. Thì cái gia đình nghèo đấy cũng cho hai thầy trò có một cái chỗ nghỉ qua đêm vì tối rồi. Rồi họ không có gì ăn, thì ông bà anh chị em biết họ. Nhưng mà cái gia đình ấy thì có một cái con vật duy nhất, tài sản lớn nhất, đó là một con bò. À, đây đây. Và cái cuộc sống của gia đình này ấy, cứ xoay đi quẩn lại chỉ xoay quanh cái con bò thôi. Cho bò ăn chưa, lấy nước cho bò uống đi, tắm cho bò đi, cho bò ngủ đi. Đó, và gia đình này chỉ trông chờ vào cái phần sữa nhỏ nhoi mà con bò nó cho mỗi ngày để mà sống qua ngày. Và họ cũng đã chia sẻ một cái chút phần sữa cho hai thầy trò, mỗi người một chút xíu để cầm hơi, để mà tối ngủ cho nó êm, chứ không có kêu bao tử nó kêu ọp ẹp nó. À, và hai thầy trò cũng đón nhận một cái phần sữa đó. Rồi câu chuyện chỉ dừng ở đó. Sau đó hai thầy trò cũng ngủ đêm. Rồi hai thầy trò sáng sớm ra thức dậy, sớm lắm. Và vì thức dậy sớm, không muốn đánh thức gia đình này, hai thầy trò âm thầm ra đi. Và bắt trước khi ra đi, thì đứa trò nó mở cửa ra, rồi ông thầy đi ra trước, trò đi sau, đi ngang qua chỗ con bò. Họ cũng đi rón rén nhẹ nhàng để không đánh thức gia đình lắm. Thì lúc đó cái ông thầy á, ông mới rút ra một con dao. Lúc đó thằng học trò nó ngỡ ngàng, biết thầy làm cái gì đây, ăn trộm bò hả? Ông rút ra con dao, ông tiến đến cái chỗ con bò, lấy dao cứa một đường rất là ngọt ngang qua cổ con bò, máu ọc ra. Trời ơi, thằng bé nó không hiểu thầy mình làm cái gì. Nó dám, nó định hét lên: thầy ơi, thầy làm cái gì vậy? Nó định hét lên như vậy nhưng mà nó không dám, tại vì lúc đó gia đình người ta sẽ thức giấc. Và nó cũng không hiểu tại sao ông thầy dạy cho mình cái bài học gì mà tại sao lại lỡ ra tay tàn độc với con bò như vậy. Chẳng lẽ một cái bài học trả ơn với người làm ơn cho mình như vậy sao? Ông thầy giáo già không nói một tiếng gì. Và con bò vì cắt ngang cổ, nó không rống lên được, và nó vật ra đó, và máu cứ tuôn ra, và nó dễ chết. Rồi hai thầy trò bỏ đi. Cái thằng học trò nó ám ảnh trong tâm trí nó, và nó không hiểu tại sao như vậy, tại sao như vậy. Nó cứ quay cuồng cái câu hỏi: tại sao thầy lại ra tay tàn độc như vậy? Mình đã không cảm ơn người ta thì thôi, còn đây mình lại ra tay tàn độc như vậy. Đến 5 năm sau, cái bài học đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí thằng bé. Và hai thầy trò
cũng trở lại cái ngôi làng khi xưa. À, và khi trở lại cái ngôi làng khi xưa thì lúc đó, hồi xưa thì tiêu điều sơ sát, thì lúc này trở lại cái ngôi làng đấy lại là những cái nơi trù phú rất là đẹp. Và cái thằng bé này nó cũng mặc cảm, nó sợ lắm. Và nó không biết là cái gia đình khi xưa mà hai thầy trò tá túc á, bây giờ ra làm sao. Hồi xưa họ chỉ có trông chờ vào mỗi một con bò họ sống thôi, quanh quẩn bên con bò. Bây giờ không biết họ sống ra làm sao, họ làm ăn ra làm sao. Thì chính lúc đó nó hoang mang, nó sợ hãi. Và ông bà anh chị em biết, khi nó trở lại đúng cái vị trí khi xưa thì cái nhà rắp nát khi xưa không còn nữa. Và lúc đó lại là một cái ngôi nhà rất khang trang, rộng rãi, rất đẹp. Và nó cũng nghĩ rằng chắc là gia đình khi xưa con bò chết rồi, là gia đình cũng tan nát. Thì thương bạn chị em, cái chuyện ngụ ngôn kể tiếp rằng lúc đó khi đến cái vị trí hồi xưa thì hóa ra hai thầy trò gặp y chang những người mà khi xưa sống trong cái căn nhà đấy. Ai cũng khỏe mạnh, tươi cười hết. Và lúc đó cái đứa học trò nó ngỡ ngàng lắm, nó mới hỏi: ủa gia đình làm sao mà có thể sống được vượt qua cái nạn đó như vậy? Thì lúc đó gia đình nó mới kể lại, khi mà hai thầy trò bỏ đi vào buổi đêm đó, sáng hôm sau chúng tôi mở mắt ra thì thấy cái đứa gian ác nào nó đã cắt cổ con bò rồi. Và lúc đó gia đình tôi suy sụp hoàn toàn. Và lúc đó, trước đó là chỉ có trông chờ vào con bò lấy sữa cho nó để vượt qua nạn đói thôi. Bây giờ bò chết rồi, khóc lóc. Sau khi khóc xong thì sao? Chẳng lẽ chôn? Thôi, con bò nó chết rồi, đằng nào cũng chết, xẻ thịt đem bán một phần, ăn một phần. Rồi bây giờ ăn xong giờ làm sao? Thôi có chút xíu tiền mua hạt giống, rồi bắt đầu mỗi người một công việc. Người thì lo sửa sang nhà cửa, người thì lo cuốc đất, người thì lo có tiền mua hạt giống bắt đầu gieo, người thì mua một chút xíu này chút xíu kia. Và tất cả mỗi người chung tay cộng tác vô và vượt qua cái nạn đói. Và mỗi một người bắt đầu, gia đình bắt đầu vượt qua cái nạn đói đó và bắt đầu sung túc trở lại. Cái câu chuyện chỉ có vậy thôi. Nhưng mà từ cái câu chuyện ngụ ngôn ấy, thương bạn chị em, chúng ta tối hôm nay cho đến ngày mai, chúng ta thử xem ha, trong cuộc đời của mình cũng giống như một cái gia đình nghèo khi xưa, trước đây đã từng bám víu vào cái con bò và họ không muốn làm bất cứ một cái điều gì hết, cứ quanh quẩn bên cái con bò đấy. Để rồi làm sao? Có những khi trong cuộc đời của mình phải mạnh mẽ giết bò, mà giết bò của mình đó nha, đừng có giết bò của người khác. Có những cái điều gì trong cuộc đời của mình đã từng bám víu, mình tưởng nó là tất cả trong cuộc đời của mình. Vậy chúng ta thử xem coi, hôm nay trong cái cuộc đời của một con người muốn tìm đến cái sự chữa lành thực sự, một cái sự dứt khoát để tìm đến cái hạnh phúc thật sự, một cuộc đời ước ao tìm đến Chúa thực sự, thì phải chăng trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em đã từng có những con bò kép nha, hiểu cái bóng, tức là những cái gì bám víu trong cuộc đời của mình. Để rồi từ tối hôm nay cho đến sáng mai, đến ngày mai, chúng ta cùng chia sẻ với nhau thực sự đâu là những con bò, đâu là những cái bám víu, đâu là những điều mà Chúa mời gọi tôi và ông bà anh chị em dứt khoát với nó. Và thực sự khi con người ta dứt khoát với một con bò nào đó, nó có thể là một sự bám víu vào tiền của. Tiền là thước đo mọi sự. Người ta nói sống trong cuộc sống, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, đúng không? Còn đây, sống trong đời sống cần có một đống tiền. Hay là có những con bò nó ẩn khuất bởi cái danh, bởi cái tiếng, cái khuôn mặt, bởi cái danh, bởi cái hám danh, bởi cái cách sống bề ngoài. Phải chăng có những con bò nó ẩn ở bên dưới là một cái trói buộc về xác thịt, một cái yếu đuối về mặt tính dục, về cái cách sống mà con người ta tưởng chừng như mình cứ quen quẩn bên nó, để rồi nó chi phối tất cả những gì trong cuộc đời của mình. Và đến một lần chúng ta mất Chúa. Xin Chúa cho cuộc đời của chúng ta trong ngày tĩnh tâm thứ hai
chúng ta tìm lại tình thương của một Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và tình thương ấy đã nhiều lần chúng ta buông bỏ, bởi vì mình bị mắc kẹt vào một con bò nào đó trong cuộc đời của mình. Con bò ấy hãy thử dành thời gian để suy gẫm và gọi tên nó. Con bò ấy, tôi và ông bà anh chị em, chúng ta có một cái sắc tín rõ ràng để chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một cái quyết tâm giết bò. Giết bò của mình nha, đừng có giết bò của ông chồng nha, rồi ông chồng lại bắt đầu cái kiếm con bò của bà vợ để mà giết. Không, chúng ta giết bò của mình nha, đừng có giết bò của hàng xóm, giết bò của mình. Và chúng ta tìm chức để giết nó thì mình phải tìm ra nó. Nó là cái gì? Nó là cái mắc kẹt nào, bám víu nào? Để rồi chúng ta một lần nào đó trong cuộc đời, với lòng khiêm tốn, chúng ta xin Chúa chạm đến và xin Chúa thứ tha cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tiếp tục dâng thánh lễ với ước mong tìm lại cái con bò. Để chúng ta xin Chúa cho chúng ta dứt khoát, và qua đó chúng ta vươn đến một cuộc sống tìm lại Chúa trong cuộc đời của mình, nhận ra Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời chúng ta có Chúa mà.